phí thanh khoản cực thấp, nó giống như ngành cao su thiên nhiên bây giờ. Đúng rồi. Ngày xưa Phước Hòa khớp ngày 50.000 bây giờ mới đẩy lên thanh khoản 1 triệu/phiên. Và những cổ phiếu như vậy trong chiều lên mình chơi, khi mà nó tàn game rồi cực kỳ khó bán thanh khoản đó, là kinh nghiệm tàn game cực kỳ khó bán nhé. Nên nữa phải lấn ca lấn cấn, mà nếu mà đánh những cổ phiếu như Phước Hòa bây giờ all in cả 500 triệu cổ mà lúc cái đấy có đảo một phát thì bán cho ai, câu chuyện như thế. Cái vấn đề là đấy, bán cho ai ấy? Ờ, phân bón thì nó có một cái lợi thế là chỉ số tài chính rất là tốt, chỉ số tài chính tốt khỏe đấy, chỉ số tài chính tốt thì phân bón thì đối với chính sách nhà nước, đối với ngành phân bón thì nó có hưởng lợi, chính sách về nông nghiệp ấy, nó có hưởng lợi đối với ngành phân bón, có chứ không phải là không, thì nó có cái tiềm năng tăng trưởng có. Nhưng mà vấn đề tạo được một cái câu chuyện dài dẫn dắt index thì nó không phải là cổ phiếu tạo được câu chuyện dài, và nó cũng không thu hút được vốn đầu tư nước ngoài vào. Và các game phân bón đa số là các nhà đầu tư trong nước đánh với nhau dựa vào chính sách để đánh, thì mình nếu mà chơi thì dựa vào chơi thôi, không phải là cái mang lại cái cốt lõi. Còn nếu mà chơi mà đồng pha cả Tây ta cùng đánh một con này thì phải yên tâm hơn, ta không xả cho nhà đầu tư trong nước được, mà lên đầu thì ta xả cho đầu Tây, kiểu như vậy đó, xả cho đầu Tây. Đó là ngành phân bón. Còn ngành chứng khoán thì là một cái ngành mà cũng nên để ý trong năm nay, tại vì nó có những chính sách phái sinh. Không biết các công ty chứng khoán kiếm được bao nhiêu tiền trong thị trường phái sinh thì không biết, nhưng mà nó có một câu chuyện, có một cái lý do để đánh để giao dịch. Nhiều khi chẳng kiếm được đồng cắt đâu. Với lại như SSI là đầu ngành thì thấy là mấy năm nay giá thấp lắm rồi. Giá của các cái phái sinh là mình dùng một đồng tiền nhỏ đánh một số lượng lớn, mình đoán cái xu hướng có thể là phái sinh về index trước, phái sinh trái phiếu. Ông nào dự đoán là index sẽ tạo đỉnh 800 thì lên 800 bán sọc sell, đúng không? Ông nào nghĩ là index sẽ lên 900 thì mua phiêu vùng 700 mấy đó, phiêu mua phiêu chơi bỏ số tiền ký quỹ đó. Hay là trái phiếu chính phủ, anh nào dự đoán trái phiếu chính phủ tăng sọc sell, dạ dựa trái phiếu chính phủ giảm thì mua. Mình hiện tại chia sẻ cái nhóm ngành vật liệu xây dựng thế nào? Vật liệu xây dựng thì nó phụ thuộc vào ngành bất động sản, và năm nay nó phụ thuộc chính sách công. Chính sách công ở đây là chính sách đầu tư về hạ tầng và cái bộ chi ngân sách. Nếu mà chính phủ tiếp tục nâng cái tăng trưởng GDP của 2017 là 6,7% thì ngành vật liệu xây dựng vẫn là ngành đáng lưu tâm, bởi vì để đạt được 6,7% chắc chắn đầu tư công phải dữ dội. Quý 4 2016 mà có được có 6,2% mà vẫn quyết tâm 6,7% cho 2017 lại đầu tư thôi. Và thông thường trong lịch sử chơi chứng khoán thì cái năm thứ hai của nhiệm kỳ thủ tướng chính phủ là cái năm đầu tư khủng khiếp nhất, để kịp đến năm thứ ba, ba thứ tư thu hồi vốn về chắc chắn luôn. Năm thứ hai là năm xây á, theo chính sách thì kinh tế khủng khiếp gọi là tất cả. Đó là thực tế, như chẳng hạn tư duy nhiệm kỳ như tôi chẳng hạn, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước thì tôi bảo đến năm thứ hai rồi mà chưa kiếm được đồng cắt nào, có thể thu hồi vốn mới được. Đó là cả vấn đề kinh tế, nó là như vậy. Nhiều khi nói lần này lên like lên đây nó bắt chết luôn, nhưng mà vấn đề tốt chuyện. Cái này chẳng gì bắt, nhưng mà đó là điều. Bởi vì để anh hoàn thành cái chỉ tiêu mà Quốc hội chính phủ giao, mà năm đầu tiên là anh là hoàn thành chính sách, vẽ dự án để phê duyệt, thì đến năm thứ hai đó là bao giờ năm thứ hai cũng là cái năm mà chín mùi nhất để phê duyệt tất cả các phương án để làm. Đó là cái quy luật bất kể cái chính phủ nào, chứ không phải riêng một chính phủ mình. Đó luôn rơi vào năm thứ hai, kể cả ông Donald Trump này. Thì năm 2017 như vậy là năm đầu tư khủng khiếp của ông, năm đầu tư Mỹ nó mới làm. Nhưng mà xúc tiến của Mỹ nó nhanh. Xúc tiến Mỹ nhanh hơn. Chứ không thể nào vừa nhiệm chức mà phát ra ký luôn đầu tư được. Phải có trình bày phương án, phải phương án vốn, phương án đầu tư, phương án đấy nhiều khi mất 6 tháng một năm rồi. Đến năm thứ hai nó mới thành hành thành, thì cái dồn dập đầu tư nó xảy ra năm thứ hai. Vậy là tháng 1 2016 là nhậm chức đúng không? Vậy thì phải là 2017 là bùng nổ về chính sách công. Chắc chắn luôn. Nên ngành của anh là cái ngành có triển vọng, dựa theo cái suy luận, theo cái chu kỳ chính trị nó là như vậy, thì có thể là như thế. Chúng ta cũng làm được thôi. Để ngành vật liệu xây dựng theo mình dự đoán thì cũng linh cảm là bất động sản, chắc mình cái nhóm của mình thêm nên đi sâu vào từng cái chuyên đề một, để có thể là thắng mời một số cái chuyên gia phân tích về cái chuyên đề một đó. Thì mình nghĩ là ví dụ như tập trung vào một số mã mà em đầu ngành bất động sản thì nghĩa là người ta am hiểu, rất là am hiểu về cái đó thì thực ra là cũng chia sẻ với anh luôn là không khó trong cái câu chuyện đó, và hai nữa là không nhất thiết anh em phải tới đây
chỉ cần giống như em với anh Lợi ngồi ở một bàn nào đó nói và mọi người nghe ở khắp mọi nơi, chuyện đó rất là dễ. Quan trọng là vấn đề là cái này, để em bỏ chi phí ra, để em, bởi vì có những người phải bỏ tiền họ mới tham gia, còn không có tiền thì họ không tham gia, họ không có rảnh. Bởi vì cái kiến thức của họ là họ quy đổi thành tiền, ví dụ như một tiếng đồng hồ là bao nhiêu tiền, thì đó là cái thứ mà em xây dựng từng bước một, phải có từng thứ một em mới làm được. Em có rất nhiều gọi là tối kiến, ấy gần sáng kiến nhưng mà những sáng kiến đó nó phải đi từng bước một. Rất nhiều người nói với em là tại sao không xét nhóm đi, tại sao không xét nhóm Sky đi, tại sao không làm cái này đi, tại sao không làm cái kia, tất cả mọi thứ sẽ làm nhưng nó không phải gấp được. Hay là có nhiều khách hàng nói với em là đây anh giao cho chú đấy, em cũng không mặn mà cái câu chuyện là giao hay không giao, phải là từng bước nó xong về mặt tư duy rồi mới đến xong về mặt gọi là chiến lược, xong về mặt chiến lược và xong về mặt hoạch định, xong mới đến là thực hiện. Thì đó, anh Lợi nãy giờ anh cũng chia sẻ khá là nhiều vấn đề mà từ xa đến gần, từ gọi là từ vĩ mô để chuyển sang vi mô. Thì em thì lại là lính chiến, em có thể chia sẻ chi tiết anh chị những cái vi mô nhỏ hơn nữa. Ví dụ đơn giản, ví dụ như đây giờ đặt một câu hỏi với anh Lợi hay là mọi người ở đây là cái view của tuần sau nó như thế nào, ăn cái gì, làm cái gì, nuôi con gì bây giờ. Ví dụ giả sử tuần sau có áp lực là có 100 triệu, cần có khoảng tầm 2 triệu tiền lời để mua sữa cho con chẳng hạn, thì bây giờ làm thế nào, câu chuyện đấy làm thế nào. Không phải là chuyện nói chơi mà nó là thực tế, nó rất thực tế là như thế. Thì bây giờ vấn đề nó là mua cái gì bây giờ và mua ở đâu cho nó phù hợp. Thì rõ ràng là trong em live stream, em nói chuyện, em chia sẻ về kiến thức, nhưng em luôn kết hợp lồng ghép với thị trường. Để làm gì? Để thứ nhất là tăng cái lượng người follow theo dõi, để tăng cái cộng đồng lên. Để gì? Để có những người thích kiến thức, nhưng cũng có những người thích là đồng tiền bát gạo, thích những cái thứ mà thực tế. Thì rõ ràng theo em, từ cái đoạn mà em like cái video đầu tiên đến bây giờ, em đảm bảo mười mấy ngành toàn là ăn hết rồi, toàn là có miếng ăn cả. Có sữa cho con uống đồng hoàng với bộ. Em chia sẻ rất sớm luôn, em toàn nói với mọi người lưu ý dù cụ thể dùm em là em chia sẻ sớm, mọi người đưa lên bảng điện theo dõi nó, nhìn thấy dấu hiệu là bốc cỏ ngay. Thật đấy thì có những thứ thì chia sẻ trên cái live stream mà đến cả mấy nghìn người nó tốt, có những thứ thì sẽ là không tốt, tại vì nguyên tắc thị trường là đám đông, số đông số ít ha. Khi mà số đông nó biết, đám đông ùa đi vào, ví dụ như giờ Thắng nói một con trên này cái là mày thứ hai nó ùa lệnh vào là cả mấy triệu, cả nghìn người ùa vào thì lại chết rồi. Đúng rồi. Nguyên tắc như vậy. Thứ hai là trên cái live stream nó biết đâu là big boy nó. Đúng rồi. Mình nói con đó nó con này tao đánh mà thằng này nó nói đúng không? Đúng rồi. Tao cho nó giam cho nó 2-3 tuần không lên giá cho nó sai đi, nó đúng theo rồi. Luôn. Đúng rồi. Cái câu chuyện là khi mà mình chia sẻ trong cái gối gọn những người mà tham gia đây á, có những thứ chúng ta không cần live stream. Bởi chúng ta đây là cách này, cùng nhau làm giàu. Đúng rồi. Bảy cách để kiếm tiền. Đấy, còn viện live stream đây là mình tạo một cái thương hiệu, rồi sau đó biến những con người ảo ở trên cái xây đó thành những con người thật gặp nhau ở đây, và mình giúp nhau giúp bằng những con người thật. Đấy, còn con người ảo biết bao nhiêu người mà có khi kiếm cả tỷ bạc trên live stream nhưng mà không biết cái ông chủ của cái ta xây này, ông nói anh con tự nhiên mua chúng cả tỷ mà không biết ông là ai, không biết đâu tìm ông ở đâu đi cảm ơn đi cà phê, không biết đâu tìm. Đấy là câu chuyện là như vậy, đó là những con người ảo. Và cái con người ảo đó thì rõ ràng là mình chỉ làm một cái chính sách từ thiện cung cấp. Cái ảo mà khi đã nổi tiếng, cái nổi tiếng thì liền với nguy cơ. Nổi tiếng thì nhiều người coi trong đó thì có cả nội gián, có cả big boy. Và ơi tại sao lần vừa rồi mình vào con gì mà toàn bị chúng nó xáo vào đầu cho nhà cái, nó cũng kỳ lạ. Thì ra là ông Thắng này ông bày cho cách thoát hàng, thoát đúng đỉnh luôn, nhà cái nó lại ôm một đống mà. Tìm ra triệt luôn. Câu chuyện là như vậy. Đúng là cũng chia sẻ với mọi người là cái này là không phải like, mà cái này là em quay video và gửi cho nội bộ của mình thôi, chứ là trong khoảng tầm 40-50 người thôi, là trong cái nhóm mà gọi là tham gia cùng nhau xây dựng thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cũng kinh nghiệm của em rồi, là qua một vài lần mà gọi là like công cộng á, thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện đúng như anh Lợi nói luôn, tức là không phải là chỉ mình anh em mình nghe, mà là rất nhiều những đứa khác nghe, mà nó vào thằng cha này trông mặt ghét mặt lắm, tao phải đập chết cha mày đi. Bởi vì đơn giản nó là gì, nó cầm trong tay 100 tỷ 200 tỷ, nó có thể mua vô, nó có thể xả ra, nó có thể có hàng sẵn, nếu nó đập cho không bao giờ lên được luôn. Nên thế thì em mới xét lại các nhóm. Không phải đầu tiên thì tư duy của em chỉ là làm gọi phi miễn phí thôi, em xét nhóm mục đích là ở chỗ đó, để gì, để anh em mình cùng nhau kiếm được cái lợi ích và những người gọi là cùng chung chí hướng. Còn cái chuyện chung á, thì em vẫn làm, em vẫn phổ cập kiến thức chứng khoán, em vẫn xây dựng cái đó, nhưng em sẽ không nói cổ phiếu nhiều ở như cái like nữa. Mà những cái thứ như ví dụ như họp nhóm thế này thì lúc nãy em có nói rồi, em tắt like rồi hồi nãy rồi. Cái gì mà chung thì ta sẽ nói chung, cái gì nói riêng sẽ nói riêng. Và có những thứ em với Lợi nói đây là có những thứ không thể chia sẻ được. Và thậm chí nói thật với anh chị luôn là xin lỗi,
mai mốt nó phải chuyển hóa thành đồng cơm bát gạo. Tức là ai muốn nghe, ai muốn hiểu được cái chuyện đó thì là cộng đồng nhỏ thôi, cùng nhau xây dựng lại, cùng nhau đóng một cái phí để gì? Để những video đó là những video chuyên sâu, những video mà có ích, chứ không phải là những cái video gọi là cái gì miễn phí là cái đó không có giá trị. Đó là cái thứ em cũng đang xây dựng, đang làm. Trong các nhóm của anh em mình đây có những người tham gia có nhận được hồng buổi sáng những cái video rất là nhỏ của em 5 phút thôi. Những cái ý đó, những cái nhận đó, những cái đó là những thứ anh chị không phải đọc nhiều. Em là người 24/24, em chỉ cần nhát cho anh chị khoảng 5 phút thôi là anh chị đã nhìn được tổng quan thị trường rồi. Cái đó đáng tiền chứ không đáng tiền à? Cái đó mà em cộng đồng nha, em không làm cộng đồng chuyện đó, em chỉ làm nhỏ nhỏ thế. Thì cái xây dựng của em là như thế, để cho anh chị không cần phải là người theo dõi thường xuyên nhưng vẫn men theo được thị trường. Chỉ cần ngồi nghe em 5 phút thôi là xong rồi, ngày hôm đó là biết là tình hình ngày hôm qua nó như thế nào rồi. Đó cũng là cái thứ em đang hướng tới. Cái thứ ba nữa là em vừa nói với cậu bạn này này, em sẽ xét những cái gọi là dạy học theo cái hướng là những cái bạn mà chuyên về trình độ FA á, CFA á, hoặc là TA luôn, là gọi là CMT á. Có những trên thị trường Việt Nam có khoảng tầm 20 bạn có CMT, tức là chứng chỉ phân tích kỹ thuật quốc tế chuẩn luôn, level cuối cùng luôn á. Thì các bạn sẽ xét những cái bài nói chuyện cũng là quay màn hình luôn, vừa là có những cái thứ mà hướng dẫn anh chị chi tiết hơn. Những thứ em lâu nay chia sẻ là loại là chỉ là gọi là nhập môn thôi, còn những thứ cần phải đi vào chuyên sâu hơn. Người nói dễ hơn là người đọc, anh chị đọc còn lâu mới ra được, nhưng những người ta có kinh nghiệm ta nói một hồi. Em chỉ yêu cầu các bạn nói gọn khoảng 15 phút 20 phút cho những chuyên đề, ví dụ phân tích cái này phân tích cái kia, anh chị nghe những cái đó không có lợi ích, em làm con các anh chị luôn, chắc chắn là như thế luôn. Nó có lợi ích và nó có được cái sự là bền vững của sự dài hạn. Và những cái chuyện đó là những chuyện mà em cũng sẽ kết hợp các chuyên đề em nói chung, cái nào chung thì vẫn chung, nhưng cái nào riêng thì ta sẽ xét riêng. Những cái chung cái riêng nó phải phân biệt rõ ràng, đó mới tạo ra được tiền cho các anh chị. Rồi có tiền rồi anh chị mới hùn cho em để em đi làm từ thiện, em hùn cho em để em xây dựng nhóm, rồi hùn cho em để em thuê người nói. Chứ bây giờ tự dưng mình em nói sao được, nói đâu hết được kiến thức. Anh Lợi nói nãy giờ mọi người thấy cũng là ok không, rất nhiều kiến thức được đó. Mai mốt có giám đốc phân tích của chứng khoán BIDV chẳng hạn, hay là gọi là trưởng phòng phân tích của BIDV, họ nói những thứ ABCDF, nhưng những cái thứ đó em phải bỏ tiền nhá để em mua. Anh chị đã nói thì đương nhiên các anh chị phải hùn với em, gọi là chung tay đấu cật với em làm những chuyện đó. Thì chúng ta không chỉ đơn giản là giống như các bạn, các anh, các chị, có nhiều người xét lớp học, nhưng xin lỗi, rất nhiều những người trong nhóm em là đang ở biên cương hải đảo, rất nhiều người ở Phú Quốc, rất nhiều người ở Sơn La, Lai Châu, bây giờ làm sao họ chạy vô Hồ Chí Minh họ đi học được. Đấy, đơn giản là họ cần những cái chuyện đó, cần có cái sự gọi chia sẻ đó. Cái đó nó đáng tiền, đáng đồng tiền bát gạo, chứ không phải là không. Đó là tư duy của em, đó là cách nghĩ của em. Thì anh chị cứ yên tâm, lần lượt video công khai thì sẽ có 200 video trong năm 2017. Anh chị nghe không thừa, đảm bảo với anh chị luôn. Bởi vì em là cập nhật thị trường thường xuyên và có những cái chuyên đề đi kèm. Nhưng những cái video mà gọi là chuyên biệt á, thì anh chị cũng sẽ nhận được rất nhiều những video chuyên biệt nhỏ nhỏ, 5 phút, 10 phút, 20 phút, những cái liên quan đến dạy phân tích kỹ thuật, dạy phân tích cơ bản, dạy học đàng hoàng luôn. Tức là hướng dẫn cách mà nhưng mà không mang tính chất hàn lâm nhiều, mang tính chất thực địa thị trường nhiều hơn. Kết hợp, giả sử hôm nay có Hòa Bình, vậy ứng dụng Hòa Bình và phân tích cơ bản như thế nào? Ứng dụng Hòa Bình và phân tích kỹ thuật ra làm sao? Thì đó là những thứ mà gọi là nó đúng và trúng hơn, thực tế thị trường hơn. Nó sẽ hay hơn bởi vì có cái sự hấp dẫn cho anh chị nghe. Còn bây giờ mà vào là đăng ký học cái lớp chứng khoán á, lớp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hay là một cái lớp ví dụ như là của Đại học Kinh tế á, nó dạy á, thì nó lại thuần về mặt học thuật. Mà thuần về mặt học thuật thì rất nhiều người không có kiến thức nền về học kinh tế thì không học được. Bởi vì không có kiến thức nền của học qua bác sĩ mà đi học kinh tế, bây giờ sang không có kiến thức kinh tế thì sao học. Nhưng cái thứ mà em làm, em chuyển từ cái kiến thức hàn lâm thành kiến thức phổ thông, đó mới là cái chuyện khó. Cái chuyện đó mới là cái chuyện khó, để cho người người nhà nhà có thể hiểu được cái vấn đề đó, nó mới là cái chuyện khó. Cho nên cái chuyện mà bảo là báo mời một thầy dạy Đại học Kinh tế ra nói dễ, không có gì khó hết á. Nhưng vấn đề đó nó không thực tế với rất nhiều người khác ngành nghề, không hiểu được câu chuyện nó như thế nào cả. Nhưng anh em mình hiểu được, nãy giờ bọn em nói bọn các anh các chị hiểu hết. Và video của em là 48 video rồi, anh chị đều hiểu hết, có gì không hiểu đâu, quá đơn giản. Và hiểu được hết, hiểu được hết rồi thì từ từ biến nó thành cơm áo gạo tiền. Em cũng lưu ý luôn là cái chuyện em làm á, nó không liên quan gì đến cái câu chuyện broker hay là liên quan gì đến cái câu chuyện là hành nghề chứng khoán cả. Em với anh chị là đứng vai trò là những người bạn, những người là win-win, những người cùng vui vẻ với nhau, cùng đam mê. Em luôn luôn đề cao vấn đề đó hơn ai hết, không bao giờ có cái khía cạnh nào khác ở cái câu chuyện đó để mình gọi là trải lòng mình ra. Đừng đóng vai trò em broker, em không có quan tâm, đừng có quan tâm, em chẳng bao giờ thể hiện em là broker. Broker em có liên quan gì đến anh chị đâu mà broker bây giờ là bốc này bốc kia. Vẫn đơn giản đó là em không có gắn kết trực tiếp tài khoản với các anh chị,
anh chị là đi theo cùng có chung chí hướng với em, xây dựng chung với em, mai mốt có khi là đi tình nguyện chung với em nữa, mai mốt là có khi là lâu lâu anh em mình mà thân quen thì lại xét nhóm đi nhậu chơi hay là này kia, giống anh nói ấy, nó cũng có những cái vui của nó, thú vị của nó. Rồi ta mà xét được nhau ở một cộng đồng lớn á, tức là ví dụ như là một năm có một ngày hội lớn anh em mình xét được với nhau á, nó cũng rất là vui đấy anh chị ạ, chứ không phải không đâu. Câu chuyện đó câu chuyện dài, nhưng em chưa làm được cái ngắn, em không nói cái dài, làm cái ngắn cái ngày mai đã. Thì ví dụ như bây giờ ngày mai là thứ hai chẳng hạn, tuần sau thì chúng ta view vào đâu để kiếm được tiền, ví dụ thế, thì chúng ta nên view vào những cái thứ mà em đã có cái dự báo trước. Lúc nãy anh lợi nói lại thì những cái dự báo đó là những cái dự báo mà anh lợi em cũng đã đi cho anh chị một cái nhìn trước. Đến cái đó xong cái đó thì em sẽ đưa ra cái nhìn mới để anh chị, em không có cầm tay anh chị được, anh chị cứ nhìn đi, đưa lên bảng điện theo dõi, đến ngày đến tháng đến năm, nếu không vẫn chưa hiểu chưa rõ nhắn tin hỏi em cái, ok anh thấy dấu hiệu em lại thích cái đó. Bởi vì sao em không thấy một mắt mình theo dõi 1.000 cổ phiếu được, lại có anh này anh kia anh theo dõi thắng rồi, thấy cái này ngon lắm này, ô em quay lại cảm ơn em không có để ý mà anh chị nhắc em. Em gần đây á, mỗi ngày em có khoảng tầm 200-300 những cái tin nhắn mà nhắn ngược lại cho em về cái chuyện là theo em thì cái này kia anh thấy này kia, ok nó là cơ hội cho em. Bản thân là em không tự tạo ra cơ hội cho em, nhưng anh chị em đã tạo cơ hội cho em. Em nhìn thấy tự dưng bùm cái thấy ôi con này nó đang thấy có dấu hiệu này. Bởi vì hôm trước anh nghe em nói về cái ngành đó, ví dụ như dầu khí chẳng hạn, ngày hôm kia có người nhắn cho em thấy con PVS là từ nay mình hướng ngày mà khối lượng nó nhiều quá, thế là bốc vào thôi PVS kiếm này mình ăn xong, chắc chắn luôn luôn là đến chắc chắn lên 80% là giá dầu lên 54 á, thì PVS là chắc chắn T3. Em chưa dám nói xa, em nói T3 thôi là em đã ăn là chắc có PVS rồi. Trước cái vào 17 năm thì đúng rồi, 18-4 rồi. Đúng rồi, đúng chính xác lắm, mà về 17 năm đó. Tới cái tầm đó thì đương nhiên sẽ có miếng ăn ngắn hạn. Tất nhiên cái miếng ăn ngắn hạn đó nó không phải là cái thứ mà nó bắt nguồn từ cái chuyện ăn may, mà nó phải có cái chuẩn bị. Mình chuẩn bị có khi có những thứ mình kiếm được lợi nhuận đó, nó là chuẩn bị của cả rất nhiều thời gian. Rất nhiều thời gian, quý vị anh chị nhớ không, lúc Tết á em livestream em nói về ngành dầu khí đó, em nói rất là sớm, lúc đó nó còn đang lình kình không, câu chuyện đó là câu chuyện của tư duy. Cái câu chuyện tư duy đó thì anh chị chưa làm được, thì em anh lợi hoặc là những anh em cùng đam mê sẽ cho anh chị cái nhìn trước, sau đó anh chị từ từ để ý nó, sau đấy thấy những cái dấu hiệu hay cái gì này. Em nói trước này, anh lợi nói nhưng anh chị chưa để ý đến cái ngành hạ tầng đó. Cái năm thứ hai là năm đầu tư hạ tầng, đầu tư nhiều cái đường trường trạm. Vậy tại sao các anh chị không nghiên cứu nghiền ngẫm CTI, HTI, C2, những công ty hàng đầu trong hạ tầng, HUT là Taco cũng là hạ tầng. Hãy nghiền ngẫm, hãy suy nghĩ. Vấn đề ở chỗ là cái thứ mà người ta nhìn thấy và mình cũng nhìn thấy thì nó vô giá trị. Nhưng cái lượng hóa ra là cái đầu tư công ảnh hưởng đến ngành nào. Đấy, nó ngành viên đó. Sau đó dần dần bây giờ mình nhìn thấy là nó chưa có gì đột biến. Nhưng sẽ có lúc nó đột biến, sắp tới nó sẽ đột biến, mình phải nhìn trước, đặt nó lên. Là sắt thép rồi, bảo những người nói là 2017 sắt thép vẫn chơi được là vì lý do vậy. Đúng, đó. Tại vì năm bùng nổ đầu tư công. Đúng rồi, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là em muốn là ví dụ như giả sử như mà lính chiến, đánh đấm, em là lính chiến, đánh đấm nó phải là như thế này. Nhìn thấy những cái dấu hiệu của câu chuyện ví dụ như ngành ngân hàng đấy, thì rõ ràng là thứ 6 là một phiên của cái câu chuyện là kiểu gì thì kiểu em đã nói trong cái video mà nhóm nhỏ mà 5 phút á, em có nói á, sẽ có một nhịp kéo xả ngân hàng nữa. Nếu không sai anh chị cứ để ý tuần sau chắc chắn có nhịp kéo xả ngân hàng. Bởi vì nó không thấy sụt giảm về mặt khối lượng. Khối lượng vẫn đang có thì rõ ràng là đang có kéo xả, nhưng mà kéo xả mạnh gọi là cú bứt cuối cùng á thì sẽ có. Nhưng mà em đang nói là cái chuyện kéo xả cho ngắn hạn thôi, trong 3 tháng thôi, thì có khả năng là ví dụ như BIDV công thương nó vừa lên một nhịp. Sau đấy nó cứ sùi ở cái đoạn đó, tức là đang xả nhưng mà khối lượng lớn vẫn vào. Anh chị để ý khối lượng của BIDV công thương vẫn khớp nhiều, nhưng sẽ có một cú gọi là cú chót. Khối lượng hôm nào em lưu ý anh chị, nếu mà đang có ngân hàng bán ở khối lượng mà đột biến so với bình thường gấp 2 hoặc 3 lần. Ngân hàng đó thì là các anh chị mà để ý mấy yếu tố tới đây ấy, nó cản trở ngân hàng. Nó có hai yếu tố chính ấy. Là một thì ông Vietcombank thì phải cõng một cái ông sắp chết rồi đúng. Thì là làm cho nợ xấu thì còn bay trở lên, tại vì tăng sắp chết rồi chắc chắn là chỉ nợ một đống nợ thôi, thì làm cho cái định giá của bay nó sẽ kém hấp dẫn trở lại, phải cộng một thằng. Cái vấn đề thứ hai là cái vụ xử Thắm với Huỳnh Như, cái kết cục của xử Huỳnh Như nó sẽ giải quyết cái bài toán là ai sai, ngân hàng nào sẽ chịu trách nhiệm về cái khoản 7-8 tỷ của ACB gửi đó. Đúng rồi, nếu ACB mất thì cổ phiếu ACB xuống, Vietinbank lên. Nếu như Vietinbank phải chịu trách nhiệm
thì cổ phiếu ACB lên, Vietinbank xuống. Đúng. Và cái việc xử xét trường này nó kéo dài mấy tuần. Đấy, và cái câu chuyện ngã ngũ như này là ACB với Vietinbank bây giờ là chơi theo kiểu đánh bạc mà không biết thằng nào trúng thằng nào sai cái vụ đó đấy. Đúng. Bởi vì hầu như thằng nào cũng có trích lập rồi. Bởi vì chưa có quyết định cuối cùng của tòa thì chưa thể nào hạch toán được cái khoản đó. Khi đã có quyết định cuối cùng của tòa, tức là phúc thẩm ấy. Còn tòa bây giờ tòa sơ thẩm này. Tòa sơ thẩm ra xong thì lên tối cao xử phạt nữa hết luôn này, thì lúc đó là ngân hàng nó sẽ có cách nó định giá lại. Ví dụ ông Vietinbank đúng đi thì coi thằng ACB mất cục đó, và tới đây ACB phải thiết lập được cục 300 tỷ tỷ đó buộc. Nên kiểu như vậy thì câu chuyện bây giờ nó đang mèo vần chuột như vậy. Rồi ông Hà Văn Thắm chẳng hạn đấy, để liên quan đến nhiều vấn đề. Mấy vấn đề thế gì em tắt cái này đi nha, bởi vì cái này em sẽ gửi cho cũng khoảng hàng trăm người ấy, nên là em tắt nó đi là rồi.